vừa về. Anh Hoàn vừa về à? Vừa về, anh vừa đặt cho anh. Không chơi liêng rồi, khổng đâu đi khổng thì khổng lâu lắm. Anh đi thì để anh liền tiền đâu. Nó nhanh mau đứng dậy. Cậu bé đấy. Đúng không? Đặt đi còn. Đi được không? Đi mấy hướng đó, đi quyết về. Bài lên ai phóng chưa quý luôn. Này là tiến lên à? Kim chốt bây giờ. Anh đi. Anh gọi điện nè, gọi qua điện đi. À rồi, anh em cứ từ từ từ, không phải gọi anh Hoàn đâu. Dạ. Em đón anh Hoàn. Thế tưởng anh đi xe máy. Em đi rồi, em đi đón anh Hoàn. Ôi, cháy rồi. Em cháy mất. Phòng ngồi phải chốt này, phòng ngồi phải chim chốt bây giờ.